Viên trưởng và thân mến chào các em cựu học sinh lên trường Đà Nẵng. Hôm nay tôi được đại diện chị Đặng Thị Liễu, vị tiền bối ở Đà Nẵng, cũng là tiền bối tôi ở cuộc học phòng khánh, lên phát biểu vài lời. Thật ra thì những năm sau này, khi thành lập câu lạc bộ của Liên trường Đà Nẵng thì tôi ít xuất hiện, và những cái ngày đầu tiên ở đây là những ngày hoạt động cho Liên trường Hồng Đức và Phan Chu Trinh. Thì Phan Chu Trinh là tôi về đó dạy năm 67, và luôn cũng là dạy ở bên kỹ thuật 1967 luôn, cho nên học trò khá nhiều. Và cái ngày mà họp những kỳ tháng cuối năm 2004 để tổ chức Liên trường Hồng Đức và Đà Nẵng, tôi đã gặp nhiều các em học sinh, cựu học sinh Phan Chu Trinh và cựu học sinh nữ trung học. Những em đó rất là dễ thương, năng nổ, và có em bây giờ vẫn còn hoạt động. Ví dụ như em, tôi hay đặt tên là công chúa Năng Si Lào, công chúa Lào là nhà, và kéo theo một bán cả em nữ trung học nữa là Tư Hương, vợ của Chính. Rồi một em mà không bao giờ tôi quên được là Kim Hương, một cựu học sinh nữ trung học rất là giỏi, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và em đó sau cái đại hội Hồng Đức, em đó đã ra đi. Tâm cái sự ra đi của Kim Hương làm cho tôi hết sức là buồn bã, và có lẽ một phần nào đó giảm đi cái năng lực để làm việc. Nhưng mà nói vậy thôi, thế còn khi nào cái ngày mà chuẩn bị cho Liên trường Hồng Đức với là Phan Chu Trinh, thì Lê Văn Chính đã nói rằng em biết cô, biết nhiều qua những hoạt động của cô về báo chí ở cuộc học Đồng Khánh, cho nên em muốn cô tham gia để nhận làm một tờ dân tộc kỷ yếu kỷ niệm Phan Chu Trinh Hồng Đức bán, đặt cái tên rất là tội, 30 năm xa xứ, mà 30 năm xa xứ hiện. Và đó là những cái ngày mà hoạt động mạnh mẽ nhất của San Jose. Thì các em, chúng tôi phải liên tục họp, chị Liều, tôi và cô Lê Kim Hải, rồi chị Cẩm Nhung của bên nữ trung học nữa, đã làm việc ráo riết. Và có những lần mà luôn luôn là phải liên lạc với Nam Cali, thì thường bị một số giáo sư, cựu giáo sư dưới kia critique mạnh là làm có được không, nghĩa là đủ chuyện. Nhưng mà tụi tôi vẫn lì đò, cứ làm. Và cuối cùng cái ngày đại hội 2005 đã thành công nhất là tôi đã làm dùng xin 5 phút để gây quỹ cho đại hội. Cái quỹ thì Lê Văn Chính nói ít phút thôi có nghe, nhưng mà không ngờ rằng là cái bức tranh mà tôi vẽ trong một tuần cuối cùng, mà Nguyễn Đức Chương nói cô ơi, mình không có quỹ đâu, bây giờ cô kiếm tiền đi, bây giờ thuê một họa sĩ rồi đưa cho họ vài trăm đồng, rồi mình bán bức tranh mình kiếm tiền. Tôi nói tại sao không, cô có vẽ được mà. Và Nguyễn Đức Chương tức như là học trò của tôi ở Phan Chu Trinh, tôi hay kêu là Chương Cọp, hồi xưa nhỏ bé mà ốm yếu lắm, thì Chương Cọp có biết viết vẽ được à, vẽ thì tôi mới vẽ bức mà tôi đặt tên là Nắng Xuân Trường, vẽ một cái cổng trường Phan Chu Trinh mà ở sau là thấp thoáng những bóng phường rực rỡ, và những cái bóng phường đó đổ xuống sân trường lấp lánh, và những cái cô học trò bên nữ trung học chạy qua. Phan Chu Trinh
với là những em mà những lớp lớn cũng là có nữ sinh đó, thì trang đó không ngờ bán được cho hai em cựu học sinh. Thì nhìn lại là hai cựu học sinh của con, một em là Lương Nguyễn Chị Thuấn mua bức tranh đó 12.000, thì cái em thứ hai ăn thua đua là Bùi Thảo 10.000, 22.000. Thì nói như ông thầy Hùng, ông xã tôi đã ông nói đi, người ta quỷ là vì quỷ cái số tiền to, mà thiệt 22.000 đồng to quá. Bức tranh làm trong một tuần mệt hết sức. Và sau đó thì tôi đã hai em đâu em trúng là cũng mua 12.000 xong mà em sẽ chỉ sách liền cho cô tối nay. Thì mấy người nói có thiệt không cô, quá trình kéo tụi em ba đê xung quanh mấy cái cửa, tôi mua xong là bỏ chạy hết, tôi là bỏ trò cô. Thì sau đó bên kia Bùi Thảo cũng khóc lên, thưa cô em bằng luôn 10.000. Thành 22.000 đó không phải là tôi nổi hứng, mà tôi nói rằng 22.000 này như lời đã hứa là gây quỷ, thì gây quỷ ở đấy là chúng ta sẽ gửi tặng hết tất cả về Việt Nam ở Đà Nẵng, vì còn các em còn nghèo lắm, nghèo khổ lắm, hồi đó 2005 rất là nghèo. Thì rồi số tiền đó, và sau cái hoạt động đó thì tôi thừa thẳng xong lên cứ làm tiền thì tất cả là gửi về Đà Nẵng thôi, vậy thôi, không có gì cả. Thì bây giờ sau cái thành công đó thì tôi nhìn quanh tôi nói rằng mấy em ở bên phát thanh giảng, rồi mấy em bên kỹ thuật nói cô tài năng cho tụi em tham dự với tổ chức liên trường đi, có nào được không? Nhưng bây giờ chỉ là 30 năm xa xử là nữ trung học với tháng chương trình, bây giờ liên trường thì sao? Bây giờ mỗi ban với kỳ liệu, ban với Lê Hồng Chính nói được coi là tuy đặt ngoài anh bảo là ở bên kỹ thuật đó, thì tôi có một trò cực là tôn được sườn cá hoạt động lắm, sườn cá là cô em làm được rồi. Cuối cùng là những cái kỷ niệm đó, thành ra chính nói rằng cô ngày nay là cô phải lên để mà phát biểu vai cái câu lạc bộ về liên trường nghe. Thì tôi nói chết cha, mình đâu có hoạt động chi về tuổi cả cái này, cứ lên cứ nói đại đi. Thành ra rồi tháng sau đó thì phường đó, rồi Trung ương, rồi những em bên thời trung học nữa gắn bó với nhau, và lần nào ra phung lần đó thành công.